Đàn bà 8 con sau lũ chỉ còn lại duy nhất một con nghé vừa sinh. 7 con bò lớn còn lại của gia đình Thuận đã bị lũ cuốn trôi khi chăn thả trên sông Ba. Việc trở lại trường đại học của Thuận và em có nguy cơ phải dừng lại vì đàn bò vốn sinh kế của cả gia đình đã không còn. Bây giờ nhà Thuận đã được tiếp xúc khi có thêm một con bò lớn. Bò được nhiều người gom góp tiền hỗ trợ trước thiệt hại của gia đình vì lũ. Phía trước vẫn còn khó nhưng gia đình Thuận thì đã có thêm niềm tin. Vừa qua cũng có cái mạnh thường quân cũng như là cái nhà hậu tâm với lại là trong hàng xóm á, thì cũng có góp vào một ít để mua được một con bò. Gia đình cũng đang này cố gắng để vượt lên cái hoàn cảnh khó khăn lúc bây giờ. Dọc các ngôi làng bị thiệt hại nặng do lũ ven sông Ba của tỉnh Phú Yên, nhiều gia đình đã và đang xoay sở để tái sản xuất trở lại. Gia đình chị Ánh đã nhập về 3.000 con gà con để nuôi mới. Sau khi hơn 3.500 con gà thịt cùng nhiều thiết bị khác, trị giá hơn 200 triệu đồng đã bị lũ lấy đi cách đây hơn một tháng. Ở chăn nuôi mà ở ven sông á, nhưng mà nước thì lớn mạnh nhanh quá thì mình không chờ tay kịp. Thì nó thiệt hại cũng rất là nhiều. Giờ mình cũng mượn của anh chị đồ thêm lại vậy, đỡ có mình tái đan lại. Đối với những cái hộ mà bị thiệt hại nặng nhất là về chăn nuôi ấy, thì trước mắt xã cũng đã thành lập cái tổ kiểm tra xác minh để đề nghị lên trên để nhận được cái sự hỗ trợ từ nhà nước và xét đưa vào cái hộ nghèo và hộ cận nghèo để nhận được các cái chế độ hỗ trợ, nhất là đối với cái ngân hàng chính sách xã hội để có cái hướng cho vay để khôi phục sản xuất đối với bà con. Trong đợt lũ cách đây hơn một tháng, tỉnh Phú Yên đã thiệt hại hơn 524 tỷ đồng. Đã có hơn 250.000 con gia súc, gia cầm chết và cuốn trôi. Gần 340 ha hoa màu của nông dân trồng ở dọc sông Ba của tỉnh Phú Yên cũng bị mất trắng. Con số này thôi đã thấy bà con mất mát như thế nào. Trước đó, tỉnh Phú Yên cũng đã phân bổ 110 tấn giống cho những hộ gia đình có giống bị ngập và lũ cuốn đi. Như vậy, có thể thấy rằng bằng nhiều cách khác nhau, người dân ở dọc sông Ba của tỉnh Phú Yên đã phục hồi sản xuất trở lại, ngay trên mảnh vườn trong những trang trại của mình sau khi lũ đi qua đã hơn một tháng.